tâm khấn bái tiễn cô hồn về nơi sản xuất, thiếu nữ sốc xém xỉu vì khi mở mắt ra, đồ cúng đầu chẳng thấy, chỉ còn lại một chiếc bàn trống trơn. Cô gái chuẩn bị làm lễ và xung quanh có rất nhiều người hâm mộ. Rồi, một cái lễ khá là to. Đấy, như vậy là chị gái chuẩn bị thắp hương. Và chúng ta cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra. Và fan hâm mộ quay lại rất đông. À, có kịp nhằm cắm nén nhang hay không đây? Rồi. Rồi, càng ngày càng đông rồi. Vâng. Rất đông người hâm mộ vây quanh chị. Và chị là một người rất là nổi tiếng. Rồi, đang cúng vậy. Vâng. Ôi trời, ôi trời ơi. Vâng. Ui dồi ôi, cảnh cướp như là ấy này, nạn đói này. Có thể thấy là cô gái chuẩn bị chưa kịp lễ, chưa kịp khấn gì đó, nhưng mà mọi thứ là đã biến mất. Chán chưa?